bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên dài gần 4 km, bờ cát phẳng, nước xanh, sóng nhẹ, là một trong những bãi tắm đẹp nhất Bắc Trung Bộ, cao điểm mỗi ngày đón hơn 10.000 khách. Tuy nhiên, hiện khu vực này có phần nhếch nhác do hạ tầng kém, kiosk chắn đường ra biển, vướng quy hoạch treo, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Cuối tháng 9, chính quyền bắt đầu huy động nhân công, máy móc giải tỏa gần 50 kiosk dọc đường biển. Kinh phí cho tháo dỡ khoảng 1 tỷ đồng, làm hạ tầng nâng cấp khu du lịch sau giải tỏa hơn 170 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh. Ông Hoàng Xuân Hướng, trưởng ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm, cho biết việc xóa bỏ kiosk nhằm chỉnh trang đô thị, đưa bãi biển phát triển ngang bằng với những bãi tắm nổi tiếng như Cửa Lò, Sầm Sơn. Trước đó, việc tồn tại hàng loạt kiosk gắn biển hiệu chào mời khiến không gian khu du lịch này trở nên ngột ngạt. Sau khi hàng chục kiosk được giải tỏa, lối ra biển Thiên Cầm không còn bị chắn ngang. Chính quyền kỳ vọng việc giải tỏa và làm đẹp tuyến đường ven biển sẽ tạo bộ mặt phát triển mới cho Thiên Cầm, về vị trí kinh doanh mới cho bà con. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vào khảo sát, chấp thuận đề xuất của huyện, đó là tín hiệu mừng. Sau khi kiosk đồng loạt giải tỏa, khu du lịch biển Thiên Cầm sẽ có mặt tiền thoáng mát hơn và phát triển nhiều loại hình dịch vụ.